Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Mật Copy. Đấy, lại là cái vấn đề kênh giả với kênh fake nên đâm ra là mọi người lầm lẫn hết cả, không biết kênh nào là kênh thật của nhà Mật. Kênh này là kênh mà mình vừa mới lập xong nên đây là kênh chính chủ nhá, chứ không phải là kênh giả kênh fake đâu, nên là mọi người đừng có report kênh này của nhà Mật nhá. Mật Copy của mình ấy thì là kênh chuyên về cún con. Các bạn biết rồi, ở shop mình làm gì có gì tài sản lớn hơn là cún con đúng không? Suốt ngày ngày nào cũng có các em cún, em mèo xinh tươi đến đây hết. Và đặc biệt là những em cún, em mèo mà mình bán nữa. Nên đâm ra là ngày nào cũng sẽ có những bạn mà quay clip đó xong rồi up lên trên đó cho mọi người xem. Nên đâm ra là mọi người hãy vào kênh này xong rồi subscribe kênh này và chờ đón những cái video cực kỳ dễ thương. Tại vì ở đây thật sự là nhiều lắm. Mà đây. Và đặc biệt là trên kênh này cũng có Mật này, trên kênh này cũng có thằng Mật đẹp trai, thằng cu đẹp trai này. Trời ơi, ngoài kênh chính ra thì mình còn xuất hiện ở trên kênh này nữa cơ mà nhỉ. Nhìn cái má ghét thế con. Hả? Đó, nên là mọi người hãy vào subscribe kênh này, sau đó thì là ủng hộ cho những kênh nhỏ của Mật Pet Family nhé. Những kênh nào mà là của nhà Mật Pet ấy thì mình sẽ làm riêng những cái video clip ngắn như thế này để mình giới thiệu cho các bạn là kênh đó kênh chính chủ để các bạn phân biệt được, chứ không lại report nhầm kênh thật thì chết. Mà trong khi đó ở ngoài kia rất là nhiều kênh giả đang lấy clip của bọn mình tràn lan ở trên YouTube và sử dụng với mục đích xấu thì không xử lý được. Đó nên đâm ra là từ giờ mình sẽ cẩn thận hơn khi mà làm kênh nào của nhà mình thì mình sẽ có cái video clip giới thiệu ở đầu như thế này nhé, để cho mọi người phân biệt nhé. Ok, bye bye.